Hôm nay tháng 2 và đầu mùa xuân cũng là mùa lễ tình yêu. Thì Linh Phương cũng kỷ niệm có một cái show 55 năm âm nhạc của Linh Phương. Trải qua những tháng ngày âm nhạc, những sự thăng trầm, những biến cố cuộc đời ở Việt Nam quê nhà cũng như ở đây. Thì Linh Phương có những cái suy tư cảm nghĩ thì nghĩ rằng mình không có ngờ là đến bây giờ nè. Linh Phương trải qua 55 năm âm nhạc, từ lúc còn nhỏ thì khi mà cha đưa đến trường cũng như đưa đến nhà thờ để mà đàn trong nhà thờ lớn nhất ở Sài Gòn, và gắn bó với âm nhạc đến bây giờ. Đi nhiều nơi để sinh hoạt âm nhạc, từ đài phát thanh đi đến những tiền đồn hay là trong sân khấu hoặc trong sân khấu ca kịch. Sau khi mà ra trường, nghĩ lại những sự thăng trầm đó, Linh Phương cảm thấy là rất là cảm ơn Thượng Đế đã ban cho mình ân tứ để dâng hiến cuộc đời bằng bàn tay của mình. Mặc dù thì mọi sự nó cũng không dễ gì, bởi vì âm nhạc là một cái sự mà phải trải qua rất nhiều cái kiên nhẫn và rất nhiều cái khám phá và học hỏi kiến thức âm nhạc, cũng như là sáng tạo mỗi một ngày, mỗi một năm, và những cái cảm xúc của mình như là trước mắt những cảnh đời cho mình cái cảm xúc để mình viết nhạc hay là mình soạn nhạc, hoặc là khi mà mình dạy học cho những chị hay những bà đã qua tuổi hoa niên, và khi mà họ đàn được một bản nhạc hay hát được một bản nhạc, Linh Phương rất là vui. Tuy rằng cũng khó khăn chứ không phải dễ, và những cái học hỏi trong công việc của mình, học hỏi nhiều thì mình có những cái sáng tạo mới để đề ra những cái sự mới mẻ và tâm lý của những người học trò. Nói chung thì ngày hôm nay là cảm xúc lẫn lộn, vì như một cuộn phim quay lại. Có những lúc Linh Phương cảm thấy là đến bây giờ Linh Phương rất là vui và hài lòng những gì mình dâng hiến cho cuộc đời. Tuy rằng là nhỏ bé không bằng ai hết, nhưng mà ít nhất rằng những công việc của Linh Phương có cảm giác mình như là một con ong cần mẫn làm việc trong nghệ thuật, trong âm nhạc thì cần có sự phải hoàn hảo. Hoàn hảo mà đến 100% thì không dám, mà sức người cũng có hạn. Nhưng mà Linh Phương thấy rằng tự chính mình kiểm thảo lại bản thân của mình trên con đường văn nghệ, âm nhạc. Mình thấy là đến đây là cũng cảm tạ ơn Thượng Đế ban cho mình lắm rồi. Nhưng mà một mình Linh Phương mà nếu mà không có sự góp sức, những cái tinh thần hay những cái sự đóng góp hoặc là những sự ủng hộ của những anh chị em nghệ sĩ để ghi nhận những cái thành tựu của Phương, thì Phương không có gì để mà mong mỏi gì hơn. Chỉ biết là bây giờ mình còn sức thì mình sáng tạo mà dấn thân cho cuộc đời, làm vui cho cuộc đời, bởi vì âm nhạc là thức ăn tinh thần không thể thiếu cho mọi người, cho tất cả, và nói rộng ra là cho nhân loại.